Đức nói sốc đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim so với Troussier, người hâm mộ cả nước đồng tình. Rạng sáng ngày 12 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á bằng trận đấu cuối cùng với Iraq. Mặc dù kết quả không như mong đợi khi đội tuyển Việt Nam thất bại 1-3 trước đội chủ nhà Iraq, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã mang lại nhiều điểm sáng và niềm hy vọng cho tương lai. Đặc biệt, phát biểu của Bầu Đức về sự khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim và huấn luyện viên Philippe Troussier đã nhận được sự đồng tình lớn từ người hâm mộ cả nước. Trước khi trận đấu với Iraq diễn ra, đội tuyển Việt Nam đã biết chắc mình không còn cơ hội đi tiếp sau khi Indonesia giành chiến thắng 2-0 trước Philippines ở trận đấu diễn ra sớm hơn. Điều này đã tạo ra áp lực không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhưng họ vẫn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, thể hiện rõ quyết tâm cống hiến cho người hâm mộ. Trong trận đấu, huấn luyện viên Kim đã có những điều chỉnh về nhân sự so với trận thắng Philippines. Ông cố gắng triển khai chiến thuật hợp lý nhất nhằm gây áp lực lên Iraq, đội bóng đã thể hiện phong độ ấn tượng và đứng đầu bảng F với 15 điểm sau 5 trận. Mặc dù cách biệt về trình độ giữa hai đội là rõ ràng, với Iraq kiểm soát bóng tới 61% và Việt Nam chỉ 39%, nhưng đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Iraq thực hiện tới 13 cú dứt điểm, trong đó 9 lần trúng đích và ghi được 3 bàn thắng. Ngược lại, Việt Nam có 7 cú dứt điểm với 4 lần bóng đi trúng không thành, trong đó có 1 bàn thắng của Phạm Tuấn Hải ở phút 66. Điều đáng chú ý là trong trận lượt đi tại Mỹ Đình, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Troussier, Việt Nam dù chỉ thua 0-1 ở phút bù giờ thứ 7 nhưng không có được cú sút nào trong suốt trận đấu. Còn ở trận đấu vừa qua, dưới thời huấn luyện viên Kim, đội tuyển đã cải thiện rõ rệt khả năng tấn công và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phát biểu về sự khác biệt giữa hai giai đoạn dưới thời huấn luyện viên Kim và huấn luyện viên Troussier, Bầu Đức, ông chủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình. Ông nhận định huấn luyện viên Kim Sang-sik đã mang lại một làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Troussier, đội tuyển có vẻ rơi vào trạng thái bế tắc, thiếu sự sáng tạo và kết nối giữa các cầu thủ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn dẫn dắt, huấn luyện viên Kim đã thổi vào đội bóng một tinh thần mới, sự quyết tâm và chiến thuật rõ ràng hơn. Bầu Đức cũng nhấn mạnh rằng nếu huấn luyện viên Kim được bổ nhiệm sớm hơn, đội tuyển Việt Nam có thể đã có cơ hội tốt hơn trong các trận đấu quyết định với Indonesia. Hai thất bại dưới thời Troussier đã đẩy Việt Nam vào tình thế khó khăn và làm giảm cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Dưới thời huấn luyện viên Kim, đội tuyển Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục và tìm lại sự tự tin, giống như giai đoạn thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường và quyết tâm cao độ, điều mà người hâm mộ Việt Nam luôn mong đợi. Trong trận đấu với Iraq, dù thua cuộc nhưng tinh thần chiến đấu và sự cố gắng của các cầu thủ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Huấn luyện viên Kim đã thể hiện khả năng điều chỉnh chiến thuật và động viên tinh thần cho toàn đội, giúp các cầu thủ thi đấu với niềm tin và sự quyết tâm. Dù chỉ mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong vài trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã để lại dấu ấn tích cực. Ở trận đấu vừa qua, số lần dứt điểm của Việt Nam là 7, trong đó có 4 lần trúng đích, một con số ấn tượng so với những trận đấu trước đây dưới thời huấn luyện viên Troussier. Đây là minh chứng cho thấy sự cải thiện trong lối chơi và khả năng tấn công của đội tuyển. Thủ môn Nguyễn Philip cũng đã có một màn trình diễn xuất sắc với 6 pha cứu thua quan trọng. Điều này đặc biệt quan trọng khi Nguyễn Philip đã gặp khá nhiều khó khăn với phong độ không ổn định trong thời gian gần đây tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Dù phải chia tay vòng loại World Cup 2026 sớm, nhưng những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã mang lại niềm hy vọng lớn cho tương lai. Huấn luyện viên Kim đã giúp đội tuyển tìm lại sự tự tin và tinh thần chiến đấu. Điều này sẽ là bước đà tốt để Việt Nam khôi phục sức mạnh và cạnh tranh vị trí số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Người hâm mộ cả nước đồng tình với nhận định của Bầu Đức rằng sự thay đổi dưới thời huấn luyện viên Kim là điều tích cực và cần thiết. Họ mong chờ huấn luyện viên Kim sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu sắp tới, bao gồm cả Asian Cup 2024 và giúp đội bóng đạt được những thành công mới. Trận đấu với Iraq đã khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, nhưng lại mở ra một chương mới đầy hy vọng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sự khác biệt rõ rệt giữa đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim và huấn luyện viên Troussier đã chứng minh tầm quan trọng của việc lựa chọn một nhà cầm quân phù hợp. Bầu Đức đã nêu lên những suy nghĩ của nhiều người hâm mộ khi cho rằng nếu huấn luyện viên Kim được bổ nhiệm sớm hơn, đội tuyển Việt Nam có thể đã có cơ hội tốt hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, những gì đã qua là bài học quý giá và giờ đây chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Hãy cùng nhìn về phía trước và ủng hộ đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục bóng đá khu vực và quốc tế. Chắc chắn rằng với tinh thần và quyết tâm hiện tại, những chiến binh sao vàng sẽ tiếp tục mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà. Hành trình chinh phục vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đã chính thức khép lại với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, lực lượng cho đội bóng sao vàng để hướng đến những mục tiêu tiếp theo. Ở trận cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam để thua Iraq với tỷ số 1-3. Đội bóng do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt chính thức dừng bước trong hành trình chinh phục giấc mơ World Cup khi về đích ở vị trí thứ 3 của bảng F. Dù không thể tiếp nối thành tích góp mặt vòng loại cuối cùng như ở World Cup 2022, nhưng người hâm mộ và giới chuyên môn đã có thể nhìn thấy hy vọng từ màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Bầu Đức nhận định, qua hai trận đấu với huấn luyện viên trưởng mới, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy được nhiều nét tích cực, trong đó điểm tích cực rõ nhất chính là sự đoàn kết, tinh thần thi đấu không từ bỏ của các cầu thủ Việt Nam. Ở trận gặp Philippines, các cầu thủ đã cố gắng đến phút cuối để giành chiến thắng với bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 2. Đến trận gặp Iraq trên sân khách, đội tuyển Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, không có khán giả nhà nhưng đã chơi hết mình và chọc thủng lưới đối phương. Đó là những nét tích cực của đội tuyển Việt Nam sau thời gian lắng xuống. Trên thực tế, trước khi ông Kim Sang-sik nhận nhiệm vụ, cánh cửa đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đã trở nên rất hẹp với đội tuyển Việt Nam. Do đó, việc đội bóng sao vàng dừng bước đã được dự báo từ trước. Dù đội tuyển Việt Nam không thể vào vòng trong, nhưng hai trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ hai đã giúp ích rất nhiều cho những tính toán của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc trong thời gian tới. Trải qua hai trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có đủ thông tin để cùng các cộng sự xây dựng kế hoạch nâng cấp đội tuyển Việt Nam. Có thể thấy, ngoài sử dụng những cựu binh thì ông Kim đã đan cài những nhân tố mới. Đức Chiến được thử nghiệm ở hai vị trí khác nhau. Văn Khang rất trẻ nhưng được trọng dụng và Hoàng Đức cũng được thử thách ở một vai trò mới khi chuyển đổi sơ đồ chiến thuật. Từ lúc này, ông Kim sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Bầu Đức nhấn mạnh, bóng đá Việt Nam sẽ vừa đầu tư trước mắt để vượt qua khủng hoảng, đồng thời đầu tư lâu dài nhằm hướng đến tương lai. Vì các đối thủ sẽ không đứng yên. Theo tôi, việc đầu tiên phải làm sau vòng loại World Cup 2026 là tiếp tục có giải pháp để sử dụng tối đa nguồn lực từ lứa cầu thủ giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, ông Kim cũng cần phải mạnh dạn bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng, từ đó tạo ra công thức mới cho bóng đá Việt Nam. Bởi vì cục diện bóng đá khu vực này đã khác rồi, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải vừa đẩy tinh thần của cầu thủ nòng cốt lên cao, vừa xây dựng kế hoạch tìm kiếm thêm những nhân tố mới cũng như cầu thủ trẻ cho đội tuyển. AFF Cup 2024 khởi tranh từ cuối tháng 11, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với Indonesia, Lào, Myanmar và Philippines. Mục tiêu của huấn luyện viên Kim Sang-sik là đưa đội bóng sao vàng góp mặt ở trận chung kết của giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực. Với vị trí thứ 115 thế giới, đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi lọt vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam không thể lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khi chỉ về đích ở vị trí thứ 3 bảng F với 6 điểm sau 6 trận. Đây là giải đấu thất vọng khi Rồng Vàng đã thua trong cả hai lượt trận trước Indonesia và Iraq. Chúng ta sẽ bị đẩy xuống thi đấu ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trước giải đấu này, đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi nhiều khả năng chúng ta sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trong lễ bốc thăm. Với vị trí thứ 115 trên thế giới, những chiến binh sao vàng sẽ cùng nằm ở nhóm hạt giống số 1 với Syria thứ 89 thế giới, Tajikistan thứ 99, Thái Lan thứ 101, Liban thứ 120, Ấn Độ thứ 121. Tất nhiên, vị trí này có thể bị thay đổi nếu như đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik tụt sâu hơn nữa trước khi Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chốt hạt giống bốc thăm. Dù vậy, từ giờ tới thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam không còn tham dự giải đấu lớn nào nên khả năng tụt sâu rất khó xảy ra. Nhóm hạt giống số 2 gồm các đội Malaysia, Turkmenistan, Philippines, Afghanistan, Yemen, Hồng Kông Trung Quốc. Nhóm 3 gồm Singapore, Maldives, Đài Loan Trung Quốc, Myanmar, Nepal, Bhutan. Nhóm 4 gồm Bangladesh, Lào, Pakistan, Sri Lanka, Campuchia, Đông Timor, Mông Cổ, Brunei, Macau. 3 cặp đấu play-off giữa Sri Lanka gặp Campuchia, Đông Timor gặp Mông Cổ và Brunei gặp Macau Trung Quốc sẽ diễn ra trong các ngày mùng 5 tháng 9 và mùng 10 tháng 9 để xác định 3 đội cuối cùng tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Ở giai đoạn này, 24 đội được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt, chỉ có đội đầu bảng mới giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trước đó, 18 đội đã được xác định khi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Việc nằm trong nhóm hạt giống số 1 và tránh được nhiều đội bóng mạnh như Syria, Thái Lan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tăng cơ hội lọt vào Asian Cup 2027. Các trận đấu ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ tháng 3 năm 2025.